tọa lạc ở phía tây nam Hà Nội, The Manor Central Park được quy hoạch trở thành một khu đô thị điển hình, nơi tôn vinh những giá trị lịch sử độc đáo bằng chính vị trí của dự án. Quần thể The Manor Central Park và công viên Chu Văn An phủ rộng 200 hectare đất, là mảnh đất vàng cuối cùng trong nội đô, đủ rộng để xây dựng một khu đô thị đa chức năng hoàn chỉnh. Với diện tích tương đương với Hồ Hoàn Kiếm, công viên trung tâm đóng vai trò trái tim của The Manor Central Park. Vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ Tết, người Hà Nội sẽ có điểm đến mới là tại đây. Dự án có 2 tầng hầm rộng, phục vụ đỗ xe công cộng, kết hợp với các dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, thể thao, gắn với mọi hoạt động bên trên giúp cho công viên trung tâm đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Dự án có những căn thương mại nằm trên những Market Street somewhat với những cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, sôi động, nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Ngoài ra, còn có các căn biệt thự liền kề được thiết kế ẩn mình dưới các tán cây trong khu phố yên tĩnh để cư dân có thể lựa chọn cách thư giãn và hưởng thụ những khoảnh khắc bình yên theo cách riêng. The Manor Central Park đưa đến một tiêu chuẩn mới cho căn hộ chung cư tại Hà Nội. Với chức năng cộng đồng cao, mỗi chủ căn hộ đều có quyền sử dụng và tận hưởng những tiện nghi hiện đại của tòa nhà với 2 tầng thương mại, với các cửa hàng tiện ích, nhà hàng, dịch vụ phục vụ bạn mỗi ngày. Bể bơi trên tầng 3 được thiết kế đặc biệt với một mặt rộng mở nhìn về phía công viên trung tâm. Khu căn hộ cao cấp được thiết kế với nhiều tiện nghi cả trong và ngoài để có thể tối đa hóa lợi ích cho người sử dụng. Các sản phẩm thiết kế tòa nhà và sự bố trí cộng đồng của công ty Carlos Zapata Studio và EENK, The Manor Central Park sẽ được phủ một màu xanh của cây cối, một môi trường sống dễ chịu và phát triển bền vững, một cộng đồng của thế kỷ 21.